Sau hàng Nhật, tôi sẽ xin chào các bác nhé. Hôm nay em vừa về được cái con máy lọc không khí hàng VIP của hãng Hitachi. Đây là cái con máy có cái mã là EPMVG70 trong cái phân khúc cao cấp của hãng Hitachi. Đây là hàng đấu giá em nhập qua đường hàng không về, cho nên hình thức còn rất là đẹp. Hàng tuyển chọn đấu giá bên Nhật. Các bác nhìn thì mặt này của nó là cái mặt gương kính cường, thấy bảo quảng cáo là kính cường lực đấy, còn mình ai mình dám đập biết nó cường lực hay không. Rất là đẹp, phím cảm ứng được tích hợp trên cái mặt gương này, các bác nhìn này, rất là đẹp luôn. Menu này nhé, ở đây đây các bác này, đầu tiên này là mình có thể chuyển được độ C sang nhiệt độ. Nút thứ hai này là nút các chế độ lọc khí và buồng, báo không có nước này. Ba chế độ lọc khí buồng. Và đây là các chế độ chạy lọc quạt gió, lọc nhanh chậm tự động. Tiếp theo nút là các chế độ chạy ở các chế độ eco. Nhiều chế độ là em cũng chưa dịch là bụi bịn 2.5 này. Này, hẹn giờ. Hẹn giờ thì nó báo sang đây. Này. Một con máy phải nói là quá đẹp, phân khúc cao cấp của hãng Hitachi. Đấy, bác nào đang muốn mua một con máy hàng VIP thì đây nó là một cái lựa chọn hàng đầu. Đây phía sau nó là phần màng HEPA các bác này, có một cái lưới thô bằng sắt rất là phẳng. Đấy, màng HEPA theo máy zin còn như mới tinh. Yeah. Gần như là con này thì bên Nhật chắc là không dùng mấy rồi. Nhìn cái màng như thế này là biết là máy không dùng. Đây là cái màng than. Than cũng vì được bọc trong một cái lưới thô. Đây. Hãng Hitachi thì từ xưa nay thì nó khá nổi tiếng rồi mà nó đắt đỏ. Thời điểm trước nói với các bác những con máy này thì thật sự phải nói là những bác kinh tế mình phải nói là mạnh một chút mới dám bỏ tiền ra mua, vì nó khá đắt. Toàn 8, 9, 10 triệu. Bây giờ thì nó giá thành nó khá mềm các bạn ạ. Ở bên đây thì là phần màng tạo ẩm này, màng tạo ẩm thì mới tinh các bạn, chắc là chả bao giờ dùng, chưa dùng đến màng tạo ẩm và màng HEPA mới tinh. Tinh chưa dùng các bạn nhé. Đây là bình nước. Bình nước của Hitachi nó thiết kế như thế này. Một siêu phẩm máy lọc khí Hitachi. Đây, thông số là đây, sản xuất 2016 các bác nhé. EPMVG70 tức là 70W. Dùng cho phòng khoảng 50m2 đổ lại. Đem mát rất đầy đủ. Đây. Tắt đi, bật lên thì cái giao diện của nó các bạn nhìn thấy rất là nhiều các cái giao diện. Cái nút này thì giữ 3 giây khóa cho em sao ạ? Phải không ạ? Đúng rồi, giữ 3 giây là khóa các bác nhé. Đây là hiện cái khóa này. 3 giây là mở. Ở cái chiếc này thì em vẫn để nguyên điện 100V nên em không đấu đâu. Thế em cũng chẳng muốn tháo ra làm gì. Đấy, các bác mua là lưu ý là nó điện 100V nữa nhé. Đấy. Giá bán thì là 4.6 triệu. Khá hợp lý, quá rẻ, cũng chỉ ngang với những cái con máy bình dân Pana với Daikin thôi. 4.6 triệu các bác, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ với em nhé. Chào các bác.